Xin chào tất cả các anh chị. Đây là một cái video cũ về cái cây phi điệp gái nhảy. Thì thực ra ấy, thì ngày trước thì người ta gọi rất là nhiều tên. Thì nhưng về cơ bản là nó cũng có sự thay đổi và sự khác biệt, chứ nó không phải là giống nhau. Thế đây là những cái cây ví dụ như cây ám hay cây hồng này thì nó riêng cái này là nó có sự thay đổi lớn, nhưng nó cũng tùy vào điều kiện chăm và không phải là năm nào nó cũng thay đổi quá lớn. Nó chỉ thay đổi một chút thôi. Thế nên là những cái video mà em làm, em muốn mọi người nhìn được các góc của nó để chúng ta cùng biết và nhận diện ra một cái cây. Chứ nếu như mà những cái cây mà em bây giờ thị trường ấy, nó đang giá rất cao. Thế nên là em thấy là một số cây đôi khi nó giống hệt nhau nhưng mà nó có nhiều tên. Và tương lai thì những cái cây mà nó quá giống nhau ấy thì chúng ta sẽ gõ hết về một tên. Nhưng mà không phải ai người ta cũng muốn gọi về. Em thì nói đơn giản như cái cây tuyết chi mơ, năm cái trắng tuyết, năm cái trắng cu chi hay năm cái trắng trợ mơ ấy, thì chắc là mọi người đều biết rằng là bây giờ người ta gọi tuyết chi mơ gần như là một cây nói phi điệp, ví dụ một cây đấy. Hai là có thể là nói đến cái cây sông bô ấy, cái phố cổ ấy, lâu lắm chưa thấy xuất hiện lại, chủ yếu là HO vẫn là nhiều. Ba cái đấy rất là giống nhau. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải để ý với những cái cây mới hoặc là những cái cây nó cũ hơn. Thì còn như những cái cây mà có tên tuổi rồi thì cứ nên lựa chọn những cây đã có tên tuổi lâu năm, mặc dù là có thể là mặt bông nó sẽ có lúc đẹp lúc xấu hoặc lúc nọ kia, thì phụ thuộc vào mình chăm thôi. Thì anh chị cố gắng chăm tốt nó vào cái dịp cuối năm này vẫn chăm bình thường, đừng nghỉ và cũng đừng cho nó ăn nhiều nắng quá, đừng cho nó nghỉ, cứ cho nó ăn nhiều phân bình thường để nó phát triển, nó mập, nó khỏe thì sang năm nó mới lên mầm, nó mới khỏe được. Thì mọi người cứ chăm sóc. Có gì thì tư vấn thì có thể liên hệ em, nhắn tin thì em sẽ tư vấn. Cảm ơn tất cả anh chị đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người vào những video mới và đẹp hơn. Xin cảm ơn.